Những ngày qua do thay đổi mùa, không khí lạnh ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt, sức khỏe của người dân, nhất là đối với học sinh mầm non. Do đó, bên cạnh việc giữ gìn nền nếp học tập, trường mầm non thị trấn Lăng Chánh 1 đã tăng cường thực hiện nhiều biện pháp giữ ấm cho trẻ, đảm bảo sức khỏe để các em có thể tham gia hoạt động học tập vui chơi. Trong năm học này, trường mầm non thị trấn Lăng Chánh 1 có 16 nhóm lớp với 317 cháu. Ngay khi bước vào mùa đông, để đảm bảo công tác giữ ấm cho trẻ, nhà trường đã thực hiện rà soát cơ sở vật chất của từng lớp như chăn đệm, thảm, thực hiện mua bổ sung đảm bảo đủ chăn đệm cho các lớp. Các cháu được ngồi học trên tấm lót sàn, khi ngủ trưa các cháu phải đủ ấm. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm cũng được nhà trường quan tâm chú trọng, đảm bảo thức ăn chín, đủ nước ấm cho học sinh sử dụng. Trong những ngày trời lạnh, cùng với việc cập nhật thông tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng, ngoài các điều kiện sẵn có về cơ sở vật chất, trang thiết bị trong nhà trường, các cô giáo còn luôn phối hợp với các bậc phụ huynh thực hiện tốt công tác tuyên truyền để chăm sóc, bảo vệ tốt nhất cho trẻ. Phối hợp với các bậc phụ huynh khi đưa trẻ đến trường nên đội mũ, quàng khăn, mặc áo ấm, đi tất để giữ ấm cho trẻ vì nhiệt độ giảm sâu vào các buổi sáng ảnh hưởng đến sức khỏe của các cháu. Cùng với sự chỉ đạo sát sao của nhà trường, với các cô giáo trực tiếp lên lớp giảng dạy, dù là ở lứa tuổi nào, nhóm lớp nào, các cô luôn là những người mẹ sưởi ấm cho các bé trong những ngày thời tiết giá rét này. Không chỉ làm tốt công tác giảng dạy, các cô luôn xác định vai trò trách nhiệm của mình trong mọi công việc. Từ các nguồn thông tin dự báo về thời tiết, bên cạnh những điều kiện sẵn có về cơ sở vật chất, trang thiết bị trong nhà trường, các cô luôn phối hợp tốt với các bậc phụ huynh của các bé để làm sao chăm sóc, bảo vệ các bé tốt nhất trong thời tiết giá lạnh, nhắc nhở thường xuyên về những biện pháp giữ ấm cho các cháu ngay cả khi ở nhà. Tinh thần trách nhiệm của các cô giáo luôn là điều cốt yếu để các bé có một môi trường tốt nhất, ấm áp nhất trong mùa đông này. Bản thân chúng tôi là một giáo viên đứng lớp trong mùa đông này, và đặc biệt với thời gian gần đây khi mà nhiệt độ xuống thấp, những thời điểm mà rét đậm rét hại, thì chúng tôi đã trực tiếp tuyên truyền với phụ huynh hàng ngày khi trong giờ đón và giờ trả trẻ về việc giữ ấm cho trẻ khi mà ở lớp cũng như là khi mà trẻ ở nhà. Và khi mà trẻ tham gia các cái hoạt động tại lớp thì chúng tôi đã chạy xốp ở trong nền nhà để giúp trẻ giữ ấm, đồng thời cũng nhắc nhở trẻ là thường xuyên đi dép, đi tất chân để giữ ấm cho cơ thể. Vào sớm mai thì chúng tôi đã lấy nước ấm để cho trẻ uống, cũng như là luôn dự trữ nước ấm để mà vệ sinh cơ thể cho trẻ. Cùng với đó, nhà trường cũng thường xuyên kiểm tra nhắc nhở các lớp có nhiều biện pháp để chăm sóc trẻ vào thời điểm rét đậm rét hại kéo dài trong mùa đông. Để giữ ấm cho trẻ trong những ngày nhiệt độ hạ thấp, chú trọng về bữa ăn đủ dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm để các cháu có đầy đủ sức khỏe trong thời gian theo học. Trong những ngày thời tiết mưa lạnh, các hoạt động vui chơi ngoài trời được thay thế bằng các hoạt động trong lớp học, điều chỉnh lịch học phù hợp với điều kiện thời tiết của từng ngày. Bên cạnh đó, tuyên truyền cho các bậc phụ huynh mặc đủ ấm cho trẻ khi đưa đón các cháu. Đối với ban giám hiệu, chúng tôi cũng chỉ đạo và đôn đốc thường xuyên kiểm tra việc giáo viên là tuyên truyền với phụ huynh về cái việc là đảm bảo sức khỏe cho trẻ khi trẻ ở nhà, cũng như là cái việc là giữ ấm khi trẻ đến trường. Thì đối với giáo viên thì chúng tôi, ngoài ra chúng tôi còn chỉ đạo giáo viên là đối với các nhóm lớp thì là chạy xốp cho trẻ xuống nền nhà để trẻ hoạt động cũng như trong giờ chơi của trẻ được ấm. Ngoài ra thì đối với nhà bếp thì chúng tôi cũng chỉ đạo nhà bếp là chuẩn bị đầy đủ nước ấm cho trẻ để cho trẻ uống, cũng như thế là nước nóng để cho trẻ vệ sinh cá nhân cho trẻ. Cùng với những cố gắng của nhà trường thì sự quan tâm chăm lo của các bậc phụ huynh đối với con em mình là vô cùng quan trọng. Để giữ gìn sức khỏe và duy trì nền nếp sinh hoạt, học tập cho trẻ trong mùa đông, không chủ quan với tình hình thời tiết như hiện nay, trường mầm non thị trấn Lăng Chánh 1 vẫn đang tiếp tục có nhiều giải pháp thiết thực và cụ thể để làm tốt công tác phòng chống, giữ ấm cho trẻ, đảm bảo luôn duy trì tốt nền nếp học tập và sĩ số trẻ đến lớp.